mình có dịp đến thăm bờ sông Frankfurt và qua hai chiếc cầu dành cho người đi bộ bắc ngang từ trung tâm Frankfurt qua phía quận Sachsenhausen. Mình có thể đi bộ hàng cây số ở một bên bờ, rồi có thể băng qua bất kỳ cái cây cầu nào, rồi sau đó đi bộ trở lại ở phía đối diện. Mình sẽ có nhiều cơ hội để chụp ảnh dọc theo bờ sông hoặc khi đứng trên cầu. Cầu thứ nhất mình đến là cây cầu treo Hochbahnsteig, bắc ngang từ bảo tàng viện Staden qua trung tâm thành phố. Từ đó mình có thể chiêm ngưỡng những tòa nhà chọc trời và các quang cảnh khác dọc theo con đường chính. Trái ngược với những cây cầu khác bắc qua River Main, đây là cây cầu mới hơn hướng về phía tây của thành phố, mang đến một góc nhìn khác về trung tâm Frankfurt. Đây là một cây cầu treo có thiết kế rất đơn giản nhưng rất thẩm mỹ. Nó nằm gần hai trong số các bảo tàng viện không thể bỏ qua, tức là bảo tàng viện Stadel ở phía nam và bảo tàng viện Do Thái ở phía bắc. Hochbahnsteig được xây dựng như một cây cầu treo. Nó được xây bởi nhà quy hoạch đô thị và kiến trúc sư Albert Speer. Với chiều dài 210m, được treo trên hai dây cáp. Cáp treo được gắn vào hai trụ hình hình chữ A, cao 33m và được neo vào phía dưới vào trụ cầu. Cầu thứ hai là cầu Eisenhüttenstieg, tiếng Anh là Iron Footbridge. Rất tiếc là khi mình đến cầu này thì trời đã sụp tối, mình chỉ có một ít thời gian để thăm cầu và ghi lại chút hình ảnh của cầu. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại trong lúc trời còn sáng. Nó còn được gọi là cầu khóa tình yêu vì được treo bằng hàng tấn ổ khóa liên kết với nhau tạo thành một chuỗi lớn, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.